tôi xin bắt đầu chương trình hội thảo. Lời đầu tiên, ban tổ chức chúng tôi gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Philip và Evic. Xin chào mừng các quý bác sĩ đang tham dự hội thảo với chủ đề siêu âm tầm soát dị tật và tim bẩm sinh cho thai nhi ngay tại hội trường và các quý bác sĩ đang tham dự qua các kênh trực tuyến ngày hôm nay. Tham dự buổi hội thảo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, đơn vị tổ chức chính của chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện là chủ tọa chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Tấn Tài, Phó Giám đốc phụ trách hệ ngoại của Bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tính, Phó Giám đốc Bệnh viện. Về phía khách mời thỉnh giảng, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Trước sinh kiêm trưởng bộ môn Phụ sản Đại học Y Hà Nội. Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiêm giảng viên chính bộ môn Phụ sản Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thu Trang, trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Về phía đơn vị phối hợp tổ chức, xin giới thiệu sự tham gia của ông Kuratomi Danielson, Giám đốc Marketing ngành hàng siêu âm Philip châu Á, Thái Bình Dương. I would like to welcome Mr. Kuratomi Danielson, Ultrasound Business Marketing Manager Philips APEC. Anh Phan Anh Kim, Giám đốc Phát triển Kinh doanh ngành hàng siêu âm Philips Việt Nam. Anh Phạm Hình Long, Giám đốc điều hành công ty Y-Việt. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu chương trình hội thảo. Chúng ta sẽ có hai phiên sáng và chiều với hai chủ đề. Mỗi phiên sẽ bao gồm các bài giảng lý thuyết. Cuối mỗi phiên đều có phiên thực hành trên bệnh nhân và phần thảo luận. Chi tiết phiên sáng như sau. Sau phát biểu khai mạc, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Vân sẽ đến với bài giảng siêu âm thai quý 1. Sau phần bài giảng này, chúng ta sẽ có 15 phút giải lao. Đối với các quý bác sĩ sáng nay vẫn chưa kịp check-in ở khu vực đón tiếp, thì chúng ta sẽ có thể quay lại để mà check-in. Tiếp theo là phần bài giảng của bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thu Trang với chủ đề dây rốn bám màng, mạch máu tiền đạo. Bài giảng tiếp theo là siêu âm trong chẩn đoán các bất thường cấu trúc não thai nhi do Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Danh Cường trình bày. Trước khi đến với phiên thực hành trên bệnh nhân, chúng ta sẽ có chương trình đố vui với 3 giải thưởng. Và phiên chiều nay với chủ đề tim bẩm sinh thai nhi do Tiến sĩ Bác sĩ Lê Kim Tuyến trình bày sẽ có 2 bài giảng lý thuyết. Và cuối cùng là phần thực hành trên bệnh nhân. Chương trình của chúng ta sẽ có 1 tiếng rưỡi để nghỉ trưa. Đối với các quý bác sĩ tại hội trường, chúng tôi sẽ cung cấp phần ăn trưa và chúng ta sẽ nghỉ trưa tại hội trường. Đối với các quý bác sĩ đang tham gia trực tuyến, chúng tôi sẽ vẫn live stream. Kính mời các quý bác sĩ sau giờ nghỉ trưa mình truy cập lại link cũ để tham gia hội thảo phiên chiều. Và trong quá trình diễn ra hội thảo, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ tổng hợp các câu hỏi của các bác sĩ đang tham gia trực tuyến để cùng tham gia phiên thảo luận vào cuối mỗi phiên. Và để chương trình thêm phần hứng khởi dành cho các quý bác sĩ tham gia trực tiếp. Quý bác sĩ tham gia trực tiếp thì sáng nay lúc đón tiếp các quý bác sĩ có thể là nhận con số may mắn cho phiên quay số trúng thưởng vào cuối chương trình. Cơ cấu giải thưởng như sau, sẽ có 3 giải 3, mỗi giải trị giá 500.000 tiền mặt, một gift voucher là tặng một cái tablet và một phần quà lưu niệm, một giải nhì trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một voucher 20 triệu khi mua máy siêu âm cầm tay Philips Lumify và phần quà lưu niệm, và một giải nhất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt, một gift voucher 20 triệu khi mua máy siêu âm cầm tay Philips Lumify và phần quà lưu niệm. Rất hấp dẫn đúng không ạ? Vì vậy chúng tôi rất mong các quý bác sĩ mình cùng nhau nán lại đến phiên chiều cuối tham gia, và nếu quý bác sĩ nào chưa có con số thì giờ giải lao chúng ta có thể ra loại quầy đón tiếp mà lấy số ạ. Và để khai mạc chương trình, chúng tôi xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện chủ tạo chương trình lên sân khấu và phát biểu khai mạc. Xin mời ạ. Kính thưa các thầy cô, kính thưa các anh chị, kính thưa các bạn đồng nghiệp. Hôm nay tôi cũng rất là hân hạnh được khai mạc cái hội thảo khoa học chuyên về chuyên ngành phụ sản. Năm 1996 khi tôi bắt đầu đi học, lần đầu tiên đi học ở Pháp thì tôi cũng đã mua được quyển sách là quyển siêu âm tim thai. Quyển sách ấy làm cho tôi rất là say mê vì cái sự logic của nó.
hình ảnh siêu âm với cả những diễn biến giải phẫu sinh lý. Tôi cũng quyết tâm học siêu âm tim thai. Tuy nhiên khi về Việt Nam, lúc bắt đầu thực hành thì thấy nó khó quá, khó vô cùng. Bảo dỗ đứa bé mà để nó nằm yên thì mà làm siêu âm tim đã khó rồi, bây giờ nó lại cứ ngọ nguậy, cựa quậy trong cái bụng của mẹ thì rất 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 khó. Thế do đó cái sự kiên nhẫn của tôi không đủ. Tôi cũng đã tặng cái quyển sách ấy cho một người bạn của tôi, bác sĩ Dương Hồng Trương, và cũng là rất là may mắn sau đó anh Trương trở thành một cái bác sĩ siêu âm thai rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Chính vì vậy tôi rất khâm phục những người bác sĩ sản khoa mà làm siêu âm thai nói chung và đặc biệt là siêu âm tim nói riêng. Và có những ca mà tôi biết là các bác sĩ mất hàng giờ đồng hồ để chẩn đoán một cái dị tật phức tạp. Và cái khó khăn nhất theo tôi đấy chính là cái lúc mà mình chia sẻ cái kết quả đấy với người mẹ, với gia đình của em bé khi chẩn đoán ra một cái dị tật phức tạp và có nguy cơ là em bé có thể không được sinh ra đời. Chính vì vậy thì tôi rất mong muốn chúng ta sẽ có một cái chuyên ngành sâu mà càng ngày càng phát triển, đưa đến những chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân Việt Nam. Và ngày hôm nay thì tôi còn vui mừng hơn nữa vì được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương được đón những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực sản khoa, sản phụ khoa, có giáo sư Trần Danh Cường, chủ nhiệm bộ môn sản Đại học Hà Nội kiêm giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bích Vân là phó giám đốc trung tâm chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cũng là người bạn rất thân từ hồi biệt đại học với tôi, rồi có tiến sĩ bác sĩ Lê Kim Tuyến, chắc anh Tuyến anh chưa đến vì anh đang buổi chiều anh làm, chắc chiều nay trưa nay anh mới đến, cũng là một người mà tôi đã làm việc rất nhiều khi phối hợp với cả bệnh viện tim tâm viện tim Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ anh ấy sang bệnh viện tim Tâm Đức là giảng viên đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra có bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thu Trang, trưởng khoa sản của bệnh viện chúng tôi, và cô Trang sẽ tham gia với tư cách là chủ nhà cũng là báo cáo viên. Và chúng các thầy các cô sẽ được nghe báo cáo tổng quan về siêu âm thai, dây rốn bám màng, mạch máu tiền đạo, siêu âm não và siêu âm tim sẽ là những chủ đề theo tôi vô cùng hấp dẫn vì đây là cái ngành rất sâu và được chia sẻ lại bởi hai chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này. Hơn nữa các bạn sẽ được trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của các thầy các cô. Theo tôi đây là cơ hội lớn cho các bạn trẻ để nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm để trở thành những bác sĩ thực thụ. Cuối cùng, thay mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, xin chân thành cảm ơn các thầy cô, báo cáo viên đã đến không quản xa xôi, thời gian và công sức để đến đây chia sẻ kiến thức quý báu cho các bác sĩ tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận. Và cũng cảm ơn các người tham dự đã đến đầy đủ hội trường đúng giờ. Đây chính là cái bằng chứng khẳng định là hội thảo sẽ thành công tốt đẹp. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty Philips, công ty Y Việt là những công ty đã tham gia hỗ trợ cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị khoa học này. Một lần nữa tôi thay mặt bệnh viện chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn phần phát biểu khai mạc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Và về phía đơn vị phối hợp tổ chức xin kính mời anh Phan Anh Kim, đại diện công ty Philips lên bục phát biểu khai mạc. Xin kính mời anh ạ. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch của Hội thảo. Kính thưa Bác sĩ Dương Tấn Tài, Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách khối ngoại. Kính thưa Bác sĩ Nguyễn Văn Tính, Phó Giám đốc Bệnh viện. Kính thưa Bác sĩ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kính thưa Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Đại học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và giảng viên chính của bộ môn sản phụ bệnh viện của Trường Đại học Y Dược Hà Nội. Kính thưa Bác sĩ chuyên khoa 2
Phạm Thị Thu Trang, trưởng khoa sản bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cùng toàn thể quý bác sĩ đã đến đây dự hội thảo trong ngày hôm nay, cũng như là tất cả quý bác sĩ đang dự qua buổi livestream. Lời đầu tiên thì xin cho phép tôi được thay mặt công ty Philips và đại diện công ty Y Việt gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý bác sĩ đã dành thời gian quý báu của ngày thứ Bảy để đến tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì chúng tôi rất vinh dự công ty Philips cùng với công ty Y Việt đã đồng hành cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để mà phối hợp tổ chức hội thảo về buổi siêu âm tầm soát dị tật thai và tim thai. Với lịch sử phát triển và hình thành hơn 130 năm, công ty Philips luôn luôn lấy lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho con người là lĩnh vực hàng đầu để phát triển. Thì với tinh thần đó, chúng tôi luôn luôn nghiên cứu và phát triển ra những cái phương pháp tân tiến nhất, hiện đại nhất để phục vụ cho cái nhu cầu thăm khám của quý bác sĩ. Và tại Việt Nam thì Việt Nam chúng ta thì là một đất nước đang là trên đà phát triển, nên cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cũng như là nhu cầu về y tế chất lượng cao đang ngày càng tăng dần. Và với trên tinh thần đó thì chúng tôi thấy được là cái nhu cầu về không những về những cái chất lượng sản phẩm mới mà những cái nhu cầu về cập nhật những cái thông tin về những cái kiến thức mới luôn luôn hiện hữu. Do đó chúng tôi rất vinh dự hôm nay được đồng hành cùng công ty Y Việt và phối hợp cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Cuối cùng thì chúng tôi xin được kính chúc quý bác sĩ sẽ được có được những cái kiến thức rất là hữu ích trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và kính chúc quý bác sĩ thật nhiều sức khỏe, kính chúc cho hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Và để chúc mừng cho sự hợp tác thành công ngày hôm nay, chúng tôi xin mời lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Danh Cường, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thế Bích Phân và Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thụ Chiêu Trang lên sân khấu nhận hoa. Xin kính mời anh Phạm Huỳnh Lâm, đại diện công ty Y Việt, và Mr. Danielson lên come on stage to present the flower. Cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho sự hợp tác ngày hôm nay ạ. Dạ. Xin cảm ơn, và sau đây kính mời Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Vân sẽ đến với bài giảng siêu âm thai quý 1 để bắt đầu phiên sáng.